Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ ký bản ghi nhớ chung. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã ký một thỏa thuận ủng hộ vì Phần Lan và Thụy Điển xin trở thành thành viên của NATO. Bộ trưởng Ngoại giao của ba nước đã cùng ngồi lại ký một bản ghi nhớ sau cuộc họp kéo dài 4 giờ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ chính thức bắt đầu vào ngày thứ Tư 29 tháng 6 này. Chia sẻ với báo giới, ông Stoltenberg cho biết bản tài liệu mà ba nước ký chung đề cập đến các vấn đề mối quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm việc xuất khẩu vũ khí và cuộc chiến chống khủng bố. Đây được xem là một bước ngoặt mang tính lịch sử khi cả Phần Lan và Thụy Điển trước đó đều là các quốc gia có chính sách trung lập hàng thập kỷ. Các chuyên gia lý giải cho việc nộp đơn xin gia nhập NATO của hai nước này là do tác động từ cuộc xung đột Nga và Ukraine, đặc biệt là đối với Phần Lan khi quốc gia này có chung 1.300 km đường biên giới với Nga.